Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Hôm nay, ngày Thương binh Liệt sĩ là ngày mà người dân cả nước tri ân, tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam. Trong chương trình thời sự tối nay 27 tháng 7, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn sẽ dành nhiều thời lượng phản ánh các hoạt động thăm hỏi, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh và các địa phương dâng hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Thế hệ trẻ chăm lo cho gia đình chính sách. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, sáng nay, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Cạn do đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bắc Cạn và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử Nà Tu. Trong không khí trang nghiêm đầy xúc động, với lòng thành kính biết ơn vô hạn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kính cẩn, nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã dâng trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc, trong đó có những người con của tỉnh Bắc Cạn đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình, dũng cảm chiến đấu hy sinh để đất nước được trường tồn, độc lập, tự do. Sự hy sinh đó làm rạng rỡ thêm truyền thống hào hùng của dân tộc, của quê hương Bắc Cạn anh hùng. Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Cạn có hơn 220 phần mộ của các anh hùng liệt sĩ, trong đó nhiều phần mộ đến nay chưa xác định được thông tin. Tưởng nhớ công ơn các thế hệ đi trước, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã không ngừng cố gắng để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Cũng nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử Nà Tu, nơi cách nay 69 năm về trước, Bác Hồ đã tặng Liên phân đội thanh niên xung phong 312 bốn câu thơ bất hủ: không có việc gì khó, chỉ sợ làm không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Bác, vị cha già kính yêu của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Cạn hứa với Bác sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương Bắc Cạn ngày càng giàu đẹp. Đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó vào tối hôm qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bắc Cạn, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Hoàng Duy Trinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bắc Cạn, Phương Thị Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bắc Cạn, Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Bạch Thông, đại diện gia đình có công với cách mạng và hơn 300 đoàn viên thanh niên cũng như người dân trên địa bàn. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ trong những năm qua. Tỉnh Bắc Cạn đã quan tâm thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đã được tổ chức thường niên, góp phần ghi nhớ công lao, sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh
sẽ không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tỉnh Bắc Cạn ngày càng phát triển. Trong chương trình tri ân, ban tổ chức đã trao 2 nhà tình nghĩa, 2 sổ tiết kiệm, 49 suất quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 180 triệu đồng, 53 suất quà cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 180 triệu đồng. Sáng nay, đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Cạn cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi thăm và tặng quà bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bé ở tổ 6, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn. Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bé có 4 người con đi bộ đội, trong đó có 2 người con hy sinh tại mặt trận. Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các thành viên trong đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công hiến hy sinh của gia đình mẹ Nguyễn Thị Bé. Đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn khắc ghi những công lao, những đóng góp to lớn của những anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Bé khỏe mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là kho tư liệu sống, truyền lửa cho các thế hệ trẻ cống hiến nhiều hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước hôm nay. Sáng nay, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Cạn cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các đoàn thể của thành phố cũng đã đến dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố Bắc Cạn. Trước đó, trong tối hôm qua, thành phố Bắc Cạn đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đây. Sau khi thắp nến tri ân và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đã diễn ra chương trình văn nghệ gồm những tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, sự công hiến của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Nhân dịp này, thành phố Bắc Cạn đã tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Cũng trong sáng nay, huyện Ba Bể đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ba Bể đã đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa bằng nhiều hình thức như xây dựng nhà tình nghĩa, giúp các gia đình chính sách phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, tổ chức thăm hỏi tặng quà đối tượng chính sách trong những dịp lễ Tết. Trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo huyện Ba Bể cùng toàn thể cán bộ, nhân dân nguyện hứa sẽ đoàn kết một lòng tiếp bước truyền thống của cha anh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ban Thường vụ huyện Đoàn Nha Rì cũng đã tổ chức lễ thắp nến tri ân và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm và bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ của huyện. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ huyện Nha Rì nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, tiếp bước truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông đi trước. Nguyện đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, phát huy sức trẻ, xung kích tình nguyện tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thưa quý vị khán giả, trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ để giành độc lập tự do cho dân tộc, thống nhất tổ quốc, cùng với quân và dân cả nước, tỉnh Bắc Cạn đã có hơn 2.000 liệt sĩ, hơn 900 thương binh, hơn 2.000 người bị nhiễm chất độc hóa học. Để tỏ lòng tri ân những công lao to lớn của lớp cha ông đi trước, tuổi trẻ Bắc Cạn hôm nay luôn dành sự quan tâm, tình cảm và những hành động thiết thực đối với những người có công với cách mạng, gia đình chính sách. Nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống hồi sinh, đất nước thống nhất. Trong những năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân đến các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh tổ chức chương trình khám, tư vấn và tặng quà cho hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thành phố Bắc Cạn. Hơn 100 hội viên là bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, hoạt động tại Trường Sơn đã được đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa khám bệnh tổng quát và tư vấn chăm sóc sức khỏe. Món bác là những người đoàn viên thanh niên đi trước, đến giờ là tuổi 70 rồi, nên ông lên bà rồi. Nhưng mà món bác được những cái việc làm này, món bác cảm thấy là rất sung sướng và rất là hạnh phúc. Còn tại phường Đức Xuân, thành phố Bắc Cạn, mỗi dịp tháng 7 về, những đoàn viên thanh niên khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện, mang trong mình trái tim nhiệt huyết, lại thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa như dâng hương, vệ sinh khu đài tưởng niệm liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.
mỗi việc làm tuy nhỏ, nhưng đó là cả sự biết ơn và lòng kính yêu mà thế hệ trẻ hướng về lớp cha ông đi trước. Mục đích của chúng tôi hướng tới là nhằm khơi dậy cho đoàn viên thanh niên hiểu được cũng như là hiểu được về lòng tự hào dân tộc, biết ơn sâu sắc đến với những anh hùng liệt sĩ, những gia đình người có công. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức cho đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống về nguồn tại những địa chỉ đỏ, tham gia chỉnh trang 4 nghĩa trang, 48 bia ghi danh liệt sĩ, 5 đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, dâng hương, dâng hoa tại gần 490 phần mộ các anh hùng liệt sĩ, tặng trên 1.500 suất quà, khám phát thuốc cho gần 3.000 đối tượng thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng, với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Giúp đỡ gia đình chính sách thu hoạch ngô, lúa, tu sửa nhà ở được hơn 5.000 ngày công lao động. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều những hoạt động tiêu biểu, ví dụ như là thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, gia đình người có công, rồi là giúp đỡ ngày công, hoặc là những cái hoạt động như là khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Có thể nói rằng là những cái hoạt động này là những hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Bắc Cạn đối với những thế hệ cha anh đi trước. Qua các hoạt động tri ân, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha ông đã có nhiều đóng góp to lớn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ đó hình thành lý tưởng và nhân cách sống cao đẹp, củng cố thêm ước mơ, hoài bão, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiều nay, đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bắc Cạn đã chủ trì cuộc họp bàn triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng dự cuộc họp có đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo giả soát của ngành chức năng, tỉnh Bắc Cạn có trên 180 người đi Đà Nẵng và trở về tỉnh từ ngày 12 tháng 7 đến nay. Hiện các trường hợp này đã được chỉ đạo thực hiện cách ly theo đúng quy định, sức khỏe đều ổn định và chưa có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp đi tham quan du lịch theo hộ gia đình nên việc thống kê còn chưa đầy đủ. Để thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ về triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lý Thái Hải đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương cần nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ cấp bách, cần rà soát thống kê đầy đủ tất cả những người đi từ vùng có dịch từ ngày 12 tháng 7 về tỉnh Bắc Cạn, tiến hành cách ly tại nhà tất cả những người đi từ Đà Nẵng về. Ngành y tế thực hiện xét nghiệm, nhất là người đi từ các vùng nguy cơ lây nhiễm cao. Những người đến mua thuốc tại các cơ sở bán thuốc trên địa bàn tỉnh phải yêu cầu khai báo y tế. Đối với người mua thuốc cảm cúm, sốt, ho, các địa phương cũng cần quản lý tốt những đối tượng có dấu hiệu mắc các bệnh về đường hô hấp để có biện pháp xử lý kịp thời. 100% các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi làm việc cần đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng dịch. Những đối tượng thuộc diện cách ly tại nhà cần chuyển sang làm việc trực tuyến. Thực hiện giảm, giãn cách các cuộc họp, chuyển sang trực tuyến, hạn chế tập trung đông người. Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn tiến hành theo kế hoạch, yêu cầu toàn bộ cán bộ, giáo viên, thí sinh và người nhà cần đeo khẩu trang khi đến địa điểm thi, tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại tất cả các điểm tổ chức thi. Các ngành chức năng và các địa phương quản lý tốt việc xuất nhập cảnh, khuyến cáo nhân dân không đi Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong thời gian tới, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất để phun tiêu độc khử trùng khi cần thiết trong thời gian tới. Các khu cách ly tập trung duy trì hoạt động, sẵn sàng cho việc cách ly các đối tượng theo đúng quy định. Ngành y tế chuẩn bị vật tư, hóa chất bảo đảm cho công tác phòng chống dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp cần thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với huyện Bắc Nẵm về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội những tháng đầu năm, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2020. Trong 7 tháng đầu năm 2020, huyện Bắc Nẵm có 23 trên 44 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân huyện đề ra cho năm 2020. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, toàn huyện đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa được 79 hectare, đạt 108% kế hoạch, tăng 159% so với cùng kỳ năm 2019. Kế hoạch giao trồng rừng năm 2020 của Bắc Nạm là 320 ha. Đến nay, nhân dân đã trồng được hơn 720 ha. Huyện cũng đã thu ngân sách đạt gần 80% kế hoạch năm. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn chậm. Việc tổ chức thực hiện các dự án phát triển sản xuất còn chưa đạt hiệu quả rõ nét. Công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn.
đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa yêu cầu huyện Bắc Nạm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2020, xây dựng đề án phát triển một số cây trồng vật nuôi có lợi thế giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng kế hoạch trồng rừng mới năm 2021, xây dựng kịch bản thu ngân sách những tháng cuối năm, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Bắc Nạm tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 01 ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn về tăng cường công tác chỉ đạo giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2020. Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn theo đúng cam kết, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ dự án, đảm bảo thời gian quyết toán các dự án, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, các địa phương về công tác quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch vốn các chương trình, dự án năm 2020. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Bắc Nạm rà soát cơ sở vật chất các trường học, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học mới 2020-2021 và công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phối hợp chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đảm bảo an toàn và theo đúng quy định, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ đầu năm đến nay, dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Bắc Cạn, gọi tắt là dự án CSSP, đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện 4 mô hình phát triển các chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, dự án CSSP triển khai hỗ trợ mô hình chuỗi giá trị cam quýt cho 2 hợp tác xã, hỗ trợ cấp giấy chứng nhận Việt Gáp, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật về quy trình Việt Gáp, hỗ trợ chuỗi giá trị rẻ cho 1 hợp tác xã. Hiện nay đang thực hiện các thủ tục mua sắm máy móc, thiết bị để hỗ trợ và chuẩn bị tổ chức tập huấn về sản xuất theo hướng hữu cơ, hỗ trợ chuỗi giá trị bí xanh cho 1 hợp tác xã tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể và hỗ trợ mô hình xây dựng vườn ươm nhân giống cây lê, cây rẻ tại huyện Ngân Sơn. Việc triển khai mô hình phát triển các chuỗi giá trị thích ứng với biến đổi khí hậu cùng với các hoạt động nâng cao năng lực về thị trường, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và giá cả của sản phẩm nông nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hợp tác xã, tăng thu nhập và tạo cơ hội việc làm cho nông dân trong vùng dự án. Với mục đích lấy ngắn nuôi dài, nhiều hộ dân trồng cây ăn quả tại huyện Chợ Đồn đã thực hiện trồng xen canh cây màu vào diện tích trồng cây ăn quả. Ruộng thanh long này được người dân trồng xen canh thêm cây khoai môn để tận dụng quỹ đất và tăng thêm thu nhập. Ngoài cây thanh long, người dân còn trồng xen canh cây màu và các diện tích trồng cây ăn quả khác như cam, quýt, hồng công hạt. Khi thực hiện trồng xen canh, người dân sẽ tận dụng được quỹ đất khi cây ăn quả chưa khép tán, đồng thời còn hạn chế cỏ dại, giảm chi phí cũng như công lao động trong việc làm cỏ. Khi trồng xen canh, bà con nông dân cần chú ý đến khoảng cách giữa các cây trồng, các loại sâu bệnh gây hại, ánh sáng, dinh dưỡng của cây trồng để cây sinh trưởng và phát triển tốt, mang lại thu nhập cao. Sáng nay, tại xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Đình Ong, sinh năm 1975, trú tại thôn Cao Chủ, xã Thanh Vận, về tội giết người. Theo cáo trạng, ngày 27 tháng 1 năm 2020, tức ngày 3 Tết, do có mâu thuẫn từ trước, sau khi đi chơi bóng về, vợ chồng Ong lại tiếp tục cãi vã nhau. Do bực tức và không kiềm chế được bản thân, Ong đã hành hung vợ của mình là bà Hà Thị Duyên, 44 tuổi, đến chết. Sau đó bỏ trốn lên rừng. Khoảng 19 giờ cùng ngày, vợ của Ong được người nhà phát hiện trong tư thế nằm ngủ nhưng lại đắp chăn kín từ đầu đến chân. Trên người có nhiều vết thương, trong nhà có nhiều vết máu. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy bà Duyên bị vỡ hộp sọ, đa chấn thương dẫn đến tử vong. Tại phiên tòa, bị cáo Ong thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Ong 20 năm tù giam về tội giết người. Dù đã đưa vào sử dụng 2 năm nay, nhưng thời điểm này, việc giải phóng mặt bằng liên quan đến phần đất của gia đình bà Nguyễn Thị Nhung ở tổ 2A thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn vẫn còn vướng mắc. Do vậy, bến xe khách Chợ Đồn vẫn chưa triển khai hoàn thiện những hạng mục còn thiếu. Được triển khai thi công từ năm 2014, dù vẫn còn dang dở, nhưng bến xe khách Chợ Đồn cũng đã được đưa vào sử dụng với khoảng trên 20 đầu xe hoạt động thường xuyên. Do khu vực thiết kế đường xuất bến lại nằm trên phần đất chưa được giải phóng mặt bằng, do vậy đường ra vào bến xe hiện nay phải đi chung với đường vào của tổ dân phố nên rất bất tiện. Bên cạnh đó, vướng mắc mặt bằng cũng gây khó khăn trong việc thi công các hạng mục còn lại như tường bao, cứng hóa sân bãi, thi công dang dở, nên việc thanh quyết toán giữa nhà thầu thi công với chủ đầu tư cũng gặp khó khăn.
Theo lãnh đạo huyện Chợ Đồn, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định trả lại gia đình bà Nguyễn Thị Nhung trên 200 hectare vùng đất đã thu hồi phục vụ thi công đường tỉnh 257 nhưng không sử dụng đến và gia đình bà vẫn chưa nhận được đền bù. Hiện huyện đang lập phương án thu hồi lại những diện tích trên và tuyên truyền vận động người dân đồng ý với phương án đền bù mà địa phương đưa ra nhằm hoàn thiện công trình đã dang dở từ lâu. Thưa quý vị khán giả, mới được đầu tư và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, tuyến đường nối thành phố Bắc Cạn đến xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông đang đứng trước nguy cơ hư hỏng, mất an toàn giao thông do không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Chịu ảnh hưởng của mưa lũ sạt trượt, hiện nay nhiều vị trí trên tuyến đường này, đặc biệt ở hệ thống rãnh dọc đã bị đất đá tràn lấp. Khi có mưa, rãnh dọc và mặt đường sẽ bị ứ đọng, gây hư hỏng kết cấu của tuyến đường. Ngoài ra, do thiếu kinh phí duy tu bảo dưỡng, hành lang dọc tuyến đường cũng đã bị cỏ cây che lấp như thế này. Theo người dân, khi tuyến đường được đầu tư và đưa vào sử dụng, việc đi lại đã thuận tiện hơn. Tuy nhiên, nếu tuyến đường không được quản lý tốt, tình trạng hư hỏng gây mất an toàn giao thông do khuất tầm nhìn hoàn toàn có thể xảy ra. Được biết, không chỉ có tuyến đường thành phố Bắc Cạn, Mỹ Thanh trong tình trạng này. Hiện nay, toàn tỉnh có 465 tuyến đường liên xã, liên thôn đang gặp khó khăn trong công tác duy tu bảo trì do thiếu kinh phí hoặc những cơ chế chính sách cho việc quản lý tuyến đường. Thưa quý vị khán giả, những năm gần đây, nhiều người trong độ tuổi lao động trên địa bàn huyện Bắc Nạm xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Để hạn chế và ngăn chặn tình trạng trên, Công an huyện Bắc Nạm đã phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương thăm nắm, tuyên truyền. Phản ánh của phóng viên thời sự. Gia đình bà Tô Thị Hợp, thôn Khuẩy Muổng, xã Nghiên Loan là một trong những gia đình có con xuất cảnh trái phép bị các cơ quan chức năng Trung Quốc bắt giữ. Bà Hợp cho biết, đầu năm 2019, Tiệp cùng một số người ở địa phương sang Trung Quốc làm thuê, bốc vác hàng hóa với mong muốn kiếm được tiền về đỡ đần cho gia đình. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Tiệp đã bị cơ quan chức năng của Trung Quốc bắt giữ. Sau gần một năm bị tạm giữ, gia đình lại phải vay mượn tiền của anh em họ hàng, làng xóm để giải quyết cho Tiệp trở về địa phương. Đi là không liên lạc được, chắc là nó cũng bị bắt như thế nào rồi, mình chỉ có nghĩ thế. Thế sau khi bà biết bị bắt thì bạn ấy có về, có được kinh phí gì không? Và gia đình mình có phải mất tiền chi phí gì đi xuống để đưa bạn ấy về không? Đi thăm nó xong là cách ly, là mình đi thăm nó xong là lấy tiền cho nó về. Lúc đầu thì cũng bảo cũng cho đi rồi, nhưng mà họ về rủ đi thôi. Qua thăm nắm từ cơ sở, từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện Bắc Nạm có 178 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Trong đó có 9 trường hợp bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắt giữ và đã trao trả về địa phương. Các trường hợp bị bắt giữ này chủ yếu thiếu giấy tờ tùy thân nên bị bắt, chưa phát hiện có liên quan đến an ninh trật tự. Nhìn chung, tình trạng xuất cảnh trái phép đã giảm so với các năm trước. Để đẩy lùi tình trạng người dân xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, Công an huyện chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh, công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, cũng như chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cư trú tại địa phương. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội nắm bắt tình hình lao động tại địa phương, đưa ra giải pháp tạo việc làm, giới thiệu việc làm, tuyên truyền rộng rãi các chính sách xuất khẩu lao động và danh sách các doanh nghiệp và đại diện có thẩm quyền được phép xuất khẩu lao động để người lao động biết liên hệ, tránh bị kẻ xấu lừa gạt. Xã Nghiên Loan thì cũng là một xã đông dân, huyện Bắc Nạm là một xã đông dân nhất, với lại 15 thôn bản, thì đại bộ phận thì ở thôn vùng cao là nhiều. Trình độ dân trí của bà con nhân dân thì còn thấp, chúng tôi cũng đã thường xuyên bám nắm địa bàn mà cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu rõ là về cái tác hại của xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Trong thời gian vừa đầu năm 2020 thì tình trạng xuất cảnh sang trái phép sang Trung Quốc làm thuê thì cơ bản là cũng qua nắm thì cũng chưa phát hiện được trường hợp nào. Trong thời gian tới, nhất là trước mắt là sang tuần tới, thì công an huyện đã có kế hoạch phối hợp với phòng xuất nhập cảnh của công an tỉnh tổ chức tuyên truyền vận động và nâng cao nhận thức cho người dân, đồng thời qua đấy thì cũng phối hợp với lại các công ty về xuất khẩu lao động để tư vấn cho bà con là lấy xuất khẩu lao động theo đường chính ngạch để đảm bảo quá trình đi xuất khẩu lao động thì có thu nhập ổn định và an toàn về con người. Vẫn biết nhu cầu tìm việc làm thu nhập cao của người dân là chính đáng. Tuy nhiên, người lao động không nên vì cái lợi trước mắt mà xuất khẩu lao động trái phép.
bởi những hệ lụy và tổn thương về tinh thần, thể xác mà những nạn nhân đã phải gánh chịu thì không gì có thể bù đắp được. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Bây giờ là những chương trình tiếp theo trên kênh TBK.